cả đất nước tỷ dân cũng không kiếm nổi một người tuyệt vời như người Việt Nam này. Xin chào các bạn, lại gặp các bạn trong Niên Sử Hào Hùng giờ đây. Các bạn thân mến, nếu ai hỏi Át cuộc sống ở đâu u ám nhất mà mình từng biết, thì Át trả lời ngay là Nam Sudan các bạn ạ. Một bóng tối xung đột thực sự, chiến tranh bệnh tật, bạo lực sắc tộc, đói khát và mất nhà cửa, và khủng khiếp nhất chắc có lẽ là nạn mù chữ bủa vây trẻ em ở đây. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng châu Phi đã nghèo lại còn kén cá chọn canh. Trung Quốc đã sang tận nơi yêu cầu giúp đỡ, ấy vậy mà thẳng thừng từ chối. Liệu có ai đi tin một kẻ suốt ngày lập mưu đi thôn tính nước nhỏ bao giờ nhỉ? Chắc Nam Sudan cũng đang mất niềm tin vào một nước như thế mà thôi. Trái với Trung Quốc, người Việt ở đây lại được yêu mến vô cùng. Sao lại thế nhỉ? Việt Nam đã làm gì mà chiếm trọn tình cảm của người dân ở một đất nước xa xăm thế này? Điều gì ở Việt Nam khiến cả Liên Hợp Quốc phải ngả mũ thán phục như vậy? Xem hết video để tìm hiểu rõ ngọn ngành cùng Át nhé! Thưa các bạn, là một đất nước đã từng đi qua biết bao cuộc chiến. Hơn ai hết, người Việt Nam chúng ta đều hiểu rõ những hậu quả của chiến tranh. Chưa kể đến dịch bệnh, khí hậu khắc nghiệt, cái đói cái nghèo cứ bám giết người dân từ năm này qua năm khác, và trẻ em là người chịu tổn thương nhiều nhất. Có lẽ khát vọng lớn nhất của các em chính là được sống một cuộc sống không có tiếng súng, được ăn no, được đi học. Đối với trẻ em ở Nam Sudan thì đó quả là một ước mơ xa xỉ. Trẻ em thì đa phần không hề biết chữ, tương lai của cả một thế hệ trẻ của đất nước đang bị đánh cắp một cách trắng trợn. Đại diện UNESCO Nam Sudan, ông Alam cho biết, hiện nay quốc gia này đang là một trong những nước có tỷ lệ mù chữ cao nhất trên thế giới, chiếm hơn 73% tổng số trẻ em trong độ tuổi đi học. Và đây là một trong những quốc gia có nền giáo dục tệ nhất trên thế giới. Đó là một thực trạng rất đáng đau lòng, phải không các bạn? Đại diện UNESCO ngao ngán mà cho biết rằng, mặc dù đã triển khai nhiều chương trình và kế hoạch để khắc phục, Trung Quốc, tỷ phú thế giới cũng chung tay góp sức nhưng vẫn không có nhiều tiến triển. Nhưng thật may, những người lính bộ đội Cụ Hồ họ đã mang một mùa xuân mới đến với Nam Sudan. Biết trước sẽ phải đối mặt với muôn trùng thử thách khi làm việc công tác ở một nơi vừa nghèo, vừa bất ổn định. Nhưng trong tim của mỗi chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam tại Nam Sudan vẫn luôn khao khát chăn trở làm sao mới có thể giúp đỡ được những đứa trẻ đáng thương này. Làm sao để có thể giúp người dân ở đây có một cuộc sống tốt hơn. Và họ chọn việc dạy học ưu tiên lên hàng đầu. Bộ đội Việt Nam sẽ chỉ cho người dân Nam Sudan cách đánh giặc dốt như Việt Nam từng làm. Những anh binh lính người Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được cả Liên Quốc đánh giá cao, được sự tôn trọng của đồng nghiệp quốc tế và chiếm trọn sự tin yêu của người dân địa phương. Họ yêu quý mà đặt cho các anh biệt danh siêu dễ thương, thầy giáo mũ nổi xanh. Với tâm thế người lính vì dân, bộ đội Việt Nam luôn tâm niệm sẵn sàng giúp đỡ người dân địa phương với khả năng của mình. Bổ củi giúp dân, hay vác củi hộ người mua, thậm chí dọn vườn xách nước, các anh vui vẻ kiêm tất đấy nhé. Và trong khi làm việc tiếp xúc với các em ở địa phương, họ cực xót xa khi các em không được đến trường do nội chiến, bạo lực, xung đột sắc tộc liên miên. Cùng với đó là cuộc sống đói khát, dịch bệnh hoành hành. Thế là dù xuất phát từ ngành nghề nào, các anh xung phong trở thành những người thầy giáo. Anh Lê Ngọc Sơn, một người trong số họ đã tâm sự. Trong vòng một năm, tôi đã đem lại một số kiến thức nhất định cho các trò tại Cộng hòa Trung Phi, đồng thời cũng học hỏi được từ các em và cảm nhận niềm vui khi nhìn thấy các em tiến bộ hàng ngày, đồng thời truyền cảm hứng học tập, khám phá thế giới, nghiên cứu khoa học cho các em. Thoạt đầu lớp học của anh chỉ có 4 cháu trong một khu vườn nhỏ gần nơi anh ở. Nhưng sau thầy giáo mũ nổi xanh Lê Ngọc Sơn đã trực tiếp đứng lớp giảng dạy cho 6 lớp học với hơn 150 học trò. Những buổi học của họ cũng lạ lắm mà nhen. Buổi học thường bắt đầu từ cuối chiều đến khi không nhìn rõ mặt người. Đàn muỗi vo ve trên đầu, dưới chân thầy giáo và những đứa trẻ. Hơn 17 giờ xe bus của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc rời nhiệm sở thay vì trở về nghỉ ngơi, thì anh bắt đầu một công việc khác, công việc trò chữ. Thấy bóng anh, lũ trẻ đang chơi đuổi bắt trên đường ùa đến. Cô bé Angelina, nhanh nhất, chạy đến ôm chân thầy. Trong sân, ba đứa trẻ khác là Chola 15 tuổi, Benita 13 tuổi và Emonen 10 tuổi đã xếp bàn ghế, bày giấy bút chuẩn bị học bài. Nói xếp bàn ghế cho đã cái miệng thôi, chứ lớp học chẳng có gì ngoài một chiếc bàn nhỏ và mấy cái ghế di động ở góc sân. Lớp không có bảng đen, phấn trắng. Bọn trẻ vừa học bài vừa ngồi gãi lìa lịa vì mũi chích, thế nhưng chẳng có gì khiến họ bỏ cuộc. Thầy kiểm tra bài cũ bằng các phép tính, rồi giảng bài mới. Buổi học kết thúc khi bóng tối bao trùm, mũi thì vẫn kéo đến hàng đàn, vo ve cả dưới chân lẫn trên đầu.
Mỗi tuần vẫn thế, sĩ quan người Việt dành khoảng 4 đến 5 buổi chiều để giúp các em đến gần hơn với từng con chữ. Các anh yêu các em nhỏ người Nam Sudan bao nhiêu thì lại càng xót xa với cảnh ngộ của họ bấy nhiêu. Thượng úy chuyên nghiệp Vũ Anh Đức đi thăm ngôi trường rồi lắc đầu xúc động. Tôi từng đi thiện nguyện ở nhiều điểm trường vùng cao tại Việt Nam nhưng cũng chưa từng thấy sự khó khăn tới vậy. Tôi xem một cuốn vở thì thấy chữ viết rách lên, không thẳng hẳng. Khi đó tôi nghĩ mình nên làm gì đó giúp các em, đóng bàn để các em có cái kê vở. Thế là anh cùng đồng đội của mình đã bắt tay và làm ngay một việc hết sức ý nghĩa, đóng bàn ghế cho các em. Họ thu gom từng tấm gỗ, không có bào hay mái cắt thì dùng tạm cái cưa. Từng chiếc đinh được tận dụng lại khi lấy gỗ ra. Anh vẫn xúc động cho biết, việc đóng bàn ghế này có lẽ là kỷ niệm khó quên nhất với tôi. Đã có lúc nản chí vì quá thiếu dụng cụ, nhưng nhớ lại, khi ra thăm trường, chứng kiến trường lớp quá hoang tàn và thiếu thốn, nghĩ đến hoàn cảnh các em học sinh ở đây, chúng tôi có động lực để tiếp tục và hoàn thành mục tiêu. Và cuối cùng cũng hoàn thành, đó cũng là món quà đặc biệt ở lại Nam Sudan khi các anh về nước. Các anh về nhưng hình bóng của các anh mãi ở trong tim người dân ở đây, trẻ em ở đây. Lúc bình thường bộ đội dạy chữ, lúc dịch giã bộ đội dạy cách chống dịch. Thế mới thấy chỉ có bộ đội mũ nồi xanh Việt Nam mới đỉnh đến cỡ nào các bạn ạ. Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc, các anh tập trung hỗ trợ người dân phòng chống dịch. Trung tá Lê Ngọc Sơn kể, chúng tôi tranh thủ tuyên truyền cho người dân về dịch bệnh, phát tờ rơi về dịch bệnh và cách phòng chống trong mỗi chuyến tuần tra. Chúng tôi cung cấp cho người dân và lực lượng vũ trang địa phương khẩu trang, xà phòng, thùng nước có vòi để rửa tay. Vì tôi là dân kỹ thuật nên tôi đã tìm hiểu, suy nghĩ và tạo ra một thiết bị đơn giản từ thùng và que để làm thùng chứa nước rửa tay, được điều khiển bằng chân. Nhận được tình cảm, sự giúp đỡ của các bộ đội Việt Nam, người Nam Sudan vô cùng biết ơn và vui mừng. Các bộ đội Việt Nam đi đến đâu cũng được chào đón nồng nhiệt bởi những nụ cười hạnh phúc, cái ôm hay nắm tay. Dọc đường công tác, phải gặp cả lực lượng đối lập và của chính phủ mỗi lần thấy xe của Liên Hợp Quốc đi qua trạm kiểm soát, họ thường lục lọi rất kỹ. Tuy nhiên thì thấy xe có lá cờ đỏ sao vàng đi qua, mặc áo gắn phủ hiệu vải có chữ Việt Nam trước ngực nhỏ, binh lính canh gác sẽ ngay lập tức cho qua. Nhiều người Nam Sudan không giấu nổi cảm xúc mà chia sẻ. Cảm ơn các thầy giáo Việt Nam, con chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ đến trường. Nhưng bây giờ con được đi học, được viết và con đã đọc được rồi. Chúng tôi từ tận đáy lòng mình cảm ơn các bộ đội Việt Nam. Họ đến dạy và cho chúng tôi sự sống. Chúng tôi từng mất niềm tin những cái nước mà miệng giao giảng là bảo vệ hòa bình, nhưng thực sự đang lăm le hòa bình của đất nước khác. Giờ đây niềm tin đã trở lại và chúng tôi đặt nó vào Việt Nam các bạn. Hãy cho tôi một lá cờ Việt Nam để tôi treo nó trong nhà. Nó là biểu tượng của ấm no, tự do và hạnh phúc. Thật tự hào phải không các bạn? Bộ đội Việt Nam luôn làm rạng danh Việt Nam ở bất kỳ đâu. Mang tinh thần anh hùng, trái tim đầy yêu thương đi truyền lửa ở nơi xứ người. Các bạn nghĩ sao về điều này? Hãy để lại bình luận chat được biết nhé. Còn bây giờ phải nói lời chào tạm biệt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé.